Trong một khu rừng nọ ở Nga xuất hiện một hố chôn toàn thịt thối, chim ăn thịt bay vòng vòng bên trên hố chôn xác, mùi xác thối kéo dài hàng chục cây số. Một loại virus lây lan với tốc độ chóng mặt, người nhiễm bệnh không những sốt ho liên tục, khắp người còn nổi mụn nước đỏ. Mụn nước thối giữa dẫn tới cái chết, xác thối xuất hiện ở trong hố rốt cuộc đến từ đâu? Con người liệu có ngăn chặn được virus lây lan? Các bạn cùng xem đến cuối video để biết được câu trả lời nhé! Nhà dịch bệnh học Ania vì vấn đề cá nhân được điều từ Moscow tới Trung tâm Nghiên cứu Dịch bệnh ở Novosibirsk. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi điều chuyển chính là điều tra một vụ án ngộ độc thực phẩm ở nhà máy. Một vài lái xe ở nhà máy có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy không ngớt là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Nhưng nhà máy không cung cấp thức ăn, các tài xế ăn các món ăn khác nhau, sao có thể cùng lúc xuất hiện ngộ độc thực phẩm được chứ? Ania nghi ngờ là môi trường làm việc có vấn đề, thế là cô kiểm tra xe tải chở hàng, cửa xe vừa mở ra một mùi hôi thối xộc vào mũi, trong xe chất đầy thịt ôi thối chờ xử lý. Ania suy đoán thịt có vấn đề, cho người lấy mẫu mang tới phòng thí nghiệm. Sau đó cô hỏi chuyện mấy tài xế và biết được nhà máy sản xuất thịt có hành vi vi phạm pháp luật. Bọn họ không xử lý thịt thối theo quy định mà đem bỏ vào trong rừng ở vùng ngoại ô. Ania xin thông tin nơi vứt thịt thối, quyết định điều tra chân tướng. Trước khi xuất phát, cô đã tìm qua địa chỉ này trên mạng. Từng có một YouTuber nhận được tố cáo của người dân chuyện nhà máy ném thịt thối ở trong rừng. YouTuber đã đích thân tới đó quay lại hiện trường, trong hố chất đầy thịt thối, mùi hôi thối khiến người ta khó thở. Nhưng video này không khiến các nhà chức trách chú ý tới. Không lâu sau, Ania liên hệ với Ego của phòng thí nghiệm. Trước kia Ego làm việc ở bệnh viện, thường được điều về nông thôn, khám bệnh miễn phí cho mọi người, cho nên khá quen thuộc với nơi này. Ania định cùng anh tới đó một chuyến, ai ngờ xe mới đi tới chân núi thì cháy máy. Ego sửa một lúc lâu mới xong, hai người vừa mới tới thôn thì gặp vợ chồng thôn trưởng, ông Dennis. Ania nhận ra ông Dennis là người xuất hiện trong video của YouTuber, cho nên cô mong ông Dennis đưa mình đi xem hố chôn đó. Ego còn có nhiệm vụ khác nên không thể đi cùng bọn họ. Nào ngờ Ania và ông Dennis mới đi được nửa đường thì có tiếng súng vang lên dưới thôn, hai người vội vã quay về xem sao. Thì ra Ego xảy ra mâu thuẫn với dân địa phương, anh được gọi đến khám bệnh cho con gái Tatiana nhà họ. Ai ngờ một người đàn ông nhận ra Ego từng làm phẫu thuật phá thai cho con gái ông ta, cho nên hai bên xảy ra xung đột. Ego có giải thích thế nào cũng không được, cái thai đó dị tật, cho dù sinh ra cũng sẽ chết. Anh không thèm đôi co với đối phương, vội đóng cửa lại không cho bọn họ vào trong vì Tatiana có khả năng đã nhiễm bệnh. Ania nghe xong liền vào trong kiểm tra tình hình, cô nhận ra Tatiana là YouTuber quay video đó. Xem ra cái hố chôn đó quả thực có vấn đề. Lúc này Tatiana nằm trên giường ho liên tục, mồ hôi đổ như mưa, mụn nước nổi khắp chân. Mẹ Tatiana cũng xuất hiện triệu chứng ho khan. Ania đưa bà ra ngoài phòng, sau đó Ego dặn mau chóng liên lạc với trung tâm dịch bệnh. Ai ngờ tháp tín hiệu trong thôn đã bị hư, điện thoại không có tín hiệu. Ania nghe thấy vậy định quay về trung tâm một chuyến, ai ngờ chiếc xe cà tàng lại chết máy. Ania hết cách chỉ đành quay về thôn và nhà dân tắm nhờ, sau đó cô tìm tới nhà trọ duy nhất ở đó, muốn mua rượu để khử trùng. Ai ngờ dân làng cố ý gây khó dễ cho cô, bắt cô uống cạn một ly rượu nồng độ cao. Ania không hề do dự cầm lên uống một hơi, dân làng thấy vậy chỉ đành làm theo lời cô nói, đưa cho cô một chai rượu. Ania lấy được chai rượu rồi rời khỏi đó, cô vừa ra ngoài liền bóc họng nôn ra hết, lúc nãy hùng hồn như vậy chỉ là giả vờ thôi. Ania quay về nhà Tatiana dùng áo mưa và băng dính làm đồ bảo hộ tạm thời, rồi dùng rượu nồng độ cao tiến hành khử trùng. Nếu đã có trường hợp lây nhiễm đầu tiên vậy thì việc lây lan sẽ diễn ra rất nhanh. Cô tập trung toàn bộ dân làng, hy vọng mọi người tiến hành cách ly tại nhà. Đợi nhân viên tới kiểm tra trong lúc đó đừng đi đâu cả. Nhưng người dân không tin vào y học hiện đại, cũng không nhận thức được nguy hiểm, còn thu ghét nhân viên y tế. May mà ông Dennis đứng ra ngăn chặn việc này, dân làng chỉ đành ai về nhà nấy. Ông Dennis đưa Ania đến gần trạm y tế bỏ hoang ở gần đó, xem có tìm được thứ gì có ích không. Đáng tiếc trạm y tế bỏ hoang quá lâu, cho dù có thuốc men thì cũng đã hết hạn. Dưới sự giúp đỡ của hai người dân, Ego sửa được xe. Anh không đợi Ania mà lái xe rời khỏi đó. Ania chậm một bước, chỉ đành ở lại đây. Và lúc này cô thấy nhà Tatiana đang mở cửa, cô vội đi kiểm tra. Kết quả mẹ Tatiana đang ăn cơm với hàng xóm, còn Tatiana đã ra ngoài, bệnh nhân lây nhiễm chạy lung tung không phải đang gây loạn không? Ania vội ra ngoài tìm người, may mà Tatiana không tới nơi đông người mà ngồi ở ven rừng. Ania đưa cô về nhà. Ego rời đi chưa được bao lâu điện thoại có lại tín hiệu, anh liên lạc với trung tâm dịch bệnh báo cáo tình hình. Nào ngờ đối diện có một chiếc xe lao tới, đèn xe chói mắt khiến Ego mất lái, xe lật sang một bên. Ở chỗ Ania, cô sợ Tatiana chạy lung tung, thế là ở lại nhà cô, rồi dùng điện thoại ghi lại chuyện hôm nay. Vào lúc này bên ngoài có đèn và còi xe, dân làng tổ chức buổi tiệc đính hôn, cả nhà chú rể có mặt ở trong làng. Ania thấy vậy vội chạy tới ngăn cản, khuyên họ mau rời khỏi đây, nhưng bọn họ không hề nghe lời. Sau đó Ego cũng bước xuống từ xe của nhà chú rể, thì ra xe lúc nãy suýt tông phải anh là nhà bọn họ. May mà Ego không gặp nguy hiểm gì, Ania không thể ngăn cản dân làng tập trung, cô bất lực ngồi một bên. Ego thấy vậy liền an ủi cô, anh nói đã báo cáo tình hình này cho trung tâm dịch bệnh, ngày mai bọn họ sẽ điều người tới giúp đỡ. Nào ngờ sự cố đã xảy ra, một người dân bỗng gục một chỗ bất tỉnh, mọi người thấy vậy vô cùng hoảng loạn. Cùng lúc này trong thành phố cũng xuất hiện trường hợp tương tự, bệnh nhân là một đứa trẻ, tình trạng ngày một xấu.
Trung tâm dịch bệnh nhận được thông báo của Ego tức tốc điều nhân viên tới thôn xác nhận tình hình. Đồng nghiệp của Ania, Vania còn tới siêu thị mua thịt của nhà máy giao cho nhân viên xét nghiệm kiểm tra. Ai ngờ thịt anh mua khác với lô hàng được nhà máy đem tới kiểm tra. Ông chủ đã lừa bọn họ. May mà hai mẫu thịt đều không có virus. Vania đem bản báo cáo đi gặp ông chủ nhà máy, cảnh cáo ông ta nếu tôi đưa báo cáo xét nghiệm cho phóng viên, vậy thì nhà máy của ông sẽ bị niêm phong. Nhưng mà tôi có thể che đậy sự việc này, điều kiện là ông phải nói cho tôi biết bên xử lý thịt thối là ai. Ông chủ vì để đảm bảo nhà máy hoạt động bình thường, chỉ đành nói bên thứ ba xử lý cho Vania. Ông ta còn nói, hai tuần trước nhà máy đã hủy hợp đồng với bên xử lý, còn Ania lúc này cho người dân đưa người bất tỉnh về nhà, sau đó đốt quần áo của đối phương. Cùng lúc này tình hình của Tatiana ngày một nghiêm trọng, cô xuất hiện triệu chứng vào 2 ngày trước. Tatiana lúc đó chỉ nghĩ là bị cảm bình thường chứ không quan tâm đến. Chỉ mới mấy ngày trong thôn đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm thứ hai. Để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan, Ania nhờ ông Dennis tập hợp người dân sửa sang lại trạm y tế bỏ hoang, đưa bệnh nhân tới đó cách ly. Ai ngờ ông Dennis đã đưa vợ con vào rừng tránh bệnh. Ania thấy vậy cũng cạn lời. Trong thôn chỉ có 18 hộ gia đình, mọi người đều quen biết qua lại với nhau. Bây giờ đang là lúc cần nhau. Ông là thôn trưởng sao lại chối bỏ trách nhiệm? Với lại virus có thời gian ủ bệnh, lỡ may nhà ông đã có người lây nhiễm xuất hiện triệu chứng ở trong rừng thì phải làm sao? Nhưng ông Dennis đã quyết định đưa vợ con rời đi không ngoảnh lại. Ego chỉ đành cùng dân làng thu dọn trạm y tế bỏ hoang. Ania chuyển bệnh nhân vào trong và đo nhiệt độ cơ thể cho mỗi người dân. Nếu nhiệt độ bình thường sẽ vẽ vòng tròn đánh dấu trên cửa nhà bọn họ, chỉ cần có người phát sốt sẽ lập tức di chuyển. Vì trong làng không có nhiều người cho nên công cuộc kiểm tra nhanh chóng kết thúc. Tổng cộng có 4 người dân xuất hiện triệu chứng, nhưng vấn đề là những người này không tới hố thịt thối, sao bọn họ lại bị lây nhiễm được? Ania chỉ đành dặn dò dân làng cho dù là nước hay thức ăn, nhất định phải nấu ở nhiệt độ cao rồi mới dùng. Không lâu sau nhân viên của trung tâm dịch bệnh tới, Ego thấy họ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có người giúp đỡ rồi, nhưng bọn họ mừng hụt rồi. Vì Tatiana vẫn chưa kịp cứu chữa đã chết rồi, hai nhân viên thông báo cho cấp trên và mau chóng quay về trung tâm dịch bệnh. Ai ngờ sau khi tin Tatiana tử vong lan truyền ra, dân làng lo sợ mình cũng lây nhiễm virus, bắt đầu làm om sòm đòi rời khỏi đây. Ông chủ quán trọ Sveta lái xe bỏ chạy. Ai ngờ ông ta vẫn chưa kịp rời khỏi đó, binh lính đã có mặt ở đây. Cùng lúc này, gia đình ông Dennis ở nhà một thợ săn. Bọn họ vừa mới tới đó thì thấy mấy hòn đá với đống tro tàn. Bên trong hình như có xác của loài động vật nào đó. Ông Dennis cảm thấy kỳ lạ, liền dặn vợ con đợi ở bên ngoài. Một mình ông vào trong kiểm tra thì phát hiện thợ săn đã chết từ lâu. Ông Dennis đành dựng lều ở bên ngoài. Vợ ông ngồi xuống một bên kéo ống tay áo, trên tay nổi đầy mụn nước. Hiển nhiên đã bị nhiễm bệnh nhưng bà đã giấu nhẹm đi. Ông Dennis quyết định sang làng bên cạnh nhờ bạn. Ai ngờ đang đi thì gặp hai thanh niên nhờ giúp đỡ. Bọn họ nói là khách du lịch, không lâu trước đó bị thú hoang tấn công. Một thanh niên trong đó bị thương, ông Dennis không nghi ngờ bọn họ. Không những giúp họ xử lý vết thương mà còn đưa họ băng qua rừng. Quay về thôn làng, nhân viên đang khử trùng khắp nơi bọn họ dùng hàng rào thép bao vây và di chuyển thi thể Tatiana đi. Đốt hết toàn bộ đồ cô đã dùng. Binh lính canh gác cấm người dân tự ý ra vào, sau đó nhân viên xử lý ra sau núi bắt đầu xử lý hố thịt thối. Bọn họ lấy mẫu thịt đưa tới phòng thí nghiệm, sau đó thiêu cháy hết thịt thối. Bên trên hố thịt là từng đàn chim ăn thịt. Bọn chúng đang mỏ rỉa đống thịt này. Ania tìm được một sợi xích chó ở trong hố thịt thối nhưng trong thôn không có nhà nào nuôi chó. Ở bên này nhân viên trung tâm dịch bệnh tới nhà máy xử lý thịt nhưng ở đó không còn bóng người. Vania lấy một ít thịt đem về thì phát hiện rất nhiều giấy đã dùng rồi ở trong hộp các tông và một tờ hóa đơn. Sau đó Vania lập tức tới cửa hàng, nghe xong tin tức của bên xử lý nhân viên gầy gò ốm yếu cầm giấy ăn lau mũi. Vania đang định đo nhiệt độ cho đối phương thì nhận được điện thoại của Ania. Thì ra mấy tiếng trước Ania tìm được điện thoại của Tatiana dưới gầm giường. Cô muốn mở ra xem nhưng không biết mật khẩu cho nên nhờ Vania giúp đỡ. Lên mạng tìm tài khoản mạng xã hội của Tatiana, xem ngày sinh nhật của cô là bao nhiêu. Nhưng Tatiana không dùng sinh nhật đặt mật khẩu. Ania chỉ đành đi hỏi mẹ Tatiana, không ngờ là sinh nhật của bà. Mở được điện thoại, Ania phát hiện ảnh chụp của cô với thú cưng. Và lúc này cặp vợ chồng mới đính hôn trộm đồ bảo hộ của nhân viên muốn trà trộn vào đội khử trùng, muốn rời khỏi thôn làng. May mà Ania nhận ra bọn họ nên đã vội chạy tới ngăn cản bọn họ. Đồng thời lúc này Vania dựa theo địa chỉ nhân viên cửa hàng cung cấp tới một chung cư gần đó. Ai ngờ bọn họ mới đứng ngoài hành lang thì bắt gặp một người đàn ông. Đối phương thấy nhân viên mặc đồ bảo hộ liền bỏ chạy. Vania lập tức đuổi theo bắt anh ta nhưng anh ta chỉ là lái xe của nhà máy xử lý thịt, đồng thời đã xuất hiện triệu chứng lây nhiễm. Ở bên này Ania nhanh chóng tìm con chó, nó trốn trong một căn nhà ở bên hồ. Chủ nhà đã chết từ lâu, triệu chứng y hệt với Tatiana. Nhân viên lập tức kiểm tra xung quanh căn nhà, kết quả vớt được xác động vật dưới hồ. Hạ du con sông là thôn làng, con sông dài hàng chục cây số. Ania lập tức báo cáo lên cấp trên mở rộng phạm vi cách ly. Cùng lúc đó có kết quả xét nghiệm thi thể của Tatiana, nội tạng hầu như thối rữa. Có thể thấy loại virus này ghê gớm nhường nào. Càng quan trọng đó là bác sĩ còn phát hiện dấu răng của chó. Móng chân phải của cô cũng biến thành màu đen. Chẳng lẽ là con chó lây virus cho Tatiana? Không lâu sau, quân đội ban lệnh cấm xe chở nước trong một tháng, cấm người dân lại gần khu vực quanh sông hoặc dùng nước của hồ chứa nước. Bọn họ không định công bố tình hình dịch bệnh mà chỉ nói nguồn nước bị ô nhiễm.
Lúc này bệnh nhân nhiễm bệnh không được cứu chữa kịp thời, chẳng khác gì bị nhốt ở đây chờ chết. Ania cảm thấy vô cùng tức giận. Hôm đó có một cặp mẹ con nọ lái xe tới bên ngoài thôn, bọn họ là người thân của Sveta, muốn tới thăm người thân mà bị chặn bên ngoài. Ania thấy hai mẹ con này giao tiếp bằng tay, vì cậu bé là người cầm điếc cô này ra chú ý. Cô tìm tới Sveta, muốn cho đối phương dùng ký hiệu tay nói chuyện với em gái, thông báo tình hình dịch bệnh ra ngoài. Chỉ có như vậy mới được chú ý tới. Sveta thuật lại lời Ania nói cho em gái, đối phương ghi lại nội dung chuẩn bị gửi cho người bạn phóng viên của Ania. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý, còn cặp đôi đính hôn đó đã có người xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, bọn họ vội cách ly cô gái. Ania bận tối mắt tối mũi. Ở chỗ ông Dennis, vợ ông lúc này đang sốt cao, nhưng ông Dennis không có ý định quay về thôn và tiếp tục khiêng vợ đi. Ai ngờ nửa đường gặp sói hoang. Ông Dennis rơi súng thì phát hiện đã hết đạn, ông chỉ đành rút ra phòng thân. Con sói lao lên người ông Dennis, nào ngờ bị ông đâm chết, hai anh thanh niên ngơ ngác đứng nhìn. Ego tìm được một tệp hồ sơ có niên đại lâu lắc ở trạm y tế. Ania lập tức mở ra xem, kết quả phát hiện mấy chục năm trước trong thôn đã từng xuất hiện dịch bệnh tương tự, đến triệu chứng lây nhiễm cũng rất giống nhau. Điều kiện y tế lúc đó còn lạc hậu, chính phủ trực tiếp vứt bỏ bệnh nhân lây nhiễm ở trong trạm y tế, mặc cho họ tự sinh tự diệt. Ania kiểm tra lịch sử ghi chép lúc đó quả nhiên phát hiện tên của Sveta và bà hàng xóm cạnh nhà Tatiana. Một vài chi tiết xuất hiện trong đầu Ania. Trên tay Sveta và bà lão đều có vết sẹo hình tròn. Lúc đầu Ania chỉ nghĩ là sẹo thủy đậu, bây giờ có khả năng là sẹo do lây nhiễm để lại. Trong thôn liên tục xuất hiện người nhiễm bệnh, nhân viên y tế chỉ có thể tiêm kháng sinh cho họ vì mọi người không biết gì về vaccine, không có bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Nhưng tập hồ sơ tối qua đã tiếp thêm sức mạnh cho Ania. Nếu có người sống sót được qua dịch bệnh hàng chục năm trước, vậy thì trong cơ thể họ có kháng thể. Cho nên Ania đi lấy máu của Sveta và hỏi tình hình chi tiết của dịch bệnh xảy ra năm đó. Nhưng khi đó Sveta vẫn còn là một đứa bé. Ông không nhớ rõ tình hình lúc ấy nữa, bà lão cũng nhớ nhớ quên quên, không cung cấp được thông tin hữu ích nào. Vì thiết bị y tế có hạn, Ania quyết định gửi mẫu máu về trung tâm xét nghiệm. Ngoài ra cũng đã có kết quả kiểm tra nước, hai mẫu xét nghiệm đều không có virus, đây cũng là một tin tốt. Vào lúc bọn họ nghĩ dịch bệnh sẽ không thể lan rộng được nữa thì hay tin một nông dân ở Thảo Nguyên đã nhiễm bệnh. Gần đây bệnh nhân có tới Novosibirsk nhưng không có tiếp xúc với người ở trong thôn. Ania lúc này vẫn chưa biết tin này vì ở trong thôn lại xuất hiện vấn đề mới. Còn nhớ cặp đôi đính hôn kia không? Vì cô gái Oksana bị cách ly, hai hôm nay lại có người mới chết. Anh chàng Matvey sợ Oksana gặp chuyện nên cứ đòi gặp cô, còn định đón cô về nhà. Nhân viên ra sức ngăn cản Matvey, ai ngờ đối phương trèo lên cao lấy cái chết uy hiếp mọi người, bắt bọn họ thả Oksana ra. Ania khuyên Matvey đừng quấy rối nữa, nếu cho Oksana ra ngoài sẽ liên lụy tới nhiều người hơn. Matvey biết mình làm như vậy rất quá đáng, nhưng anh ta sợ hai người chưa kịp kết hôn, anh đã mất đi Oksana mãi mãi. Vania nghe thấy liền nảy ra một cách bọn họ có thể kết hôn online. Vania chuẩn bị iPad liên lạc được một người trường hôn. Cuối cùng Matvey và Oksana đã trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của người thân. Ở bên này, ông Dennis dừng chân trong một căn nhà gỗ, chủ nhà Kostia là bạn của ông Dennis. Thời còn trẻ hai người từng xảy ra mâu thuẫn, nhiều năm rồi không gặp, ông Dennis không muốn tiếp xúc nhiều với đối phương, định chờ mưa tạnh rồi rời đi. Thấy tình trạng của vợ ngày càng xấu, ông Dennis muốn ra ngoài tìm ít nước sạch, ai ngờ vừa ra ngoài đã bị hai thanh niên đánh ngất, thì ra bọn họ là người của Kostia. Nhiều năm trước, ông Dennis và Kostia đều là thành viên của một băng đảng tội phạm, bọn họ suýt nữa mất mạng trong một nhiệm vụ. Nào ngờ đúng lúc đó ông Dennis đã cầm túi tiền bỏ chạy. Kostia bị thương bị cảnh sát bắt được, ngồi tù nhiều năm, mấy chục năm nay Kostia luôn ôm mối hận này. Ông Dennis nói mình cũng rất áy náy nên đã không đụng tới số tiền đó. Nếu Kostia tha cho vợ con ông Dennis sẽ trả lại số tiền đó. Kostia đang định hỏi tiền giấu ở đâu thì bị thanh niên phía sau đánh lén. Hai thanh niên này muốn nuốt trọn. Bây giờ Kostia và ông Dennis bị trói lại. Bây giờ kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ông Dennis ra hiệu cho Kostia, nhờ ông ta lấy vật nhọn giấu ở trong giày. Kostia lấy được con dao liền cắt đứt dây trói. Khi thanh niên đi tới ép hỏi tiền giấu ở đâu bỗng cảm thấy choáng váng, thì ra anh ta đã nhiễm bệnh từ vợ Dennis. Kostia nhân cơ hội đâm gục đối phương, hai người hợp sức nhanh chóng hạ gục được hai thanh niên. Nhưng trong lúc giằng co, Kostia không may trúng đạn, chẳng mấy chốc đã gục xuống. Vai và chân Dennis cũng trúng đạn. Khi ông nhìn xung quanh thì không thấy con gái đâu nữa, Dennis muốn ra ngoài tìm người, nhưng vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Ở bên này đã có kết quả xét nghiệm máu của Sveta. Bên trong quả nhiên có tế bào kháng thể, bọn họ muốn trích xuất kháng thể sản xuất huyết thanh, nhưng cho dù thử bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Cùng lúc này ở trong làng có người dân không nghe theo lệnh, xảy ra xô xát với nhân viên. Dân làng tháo khẩu trang của Ego, nhổ nước miếng lên người anh. Để đề phòng anh bị nhiễm bệnh, Ania chỉ đành đưa anh đi cách ly. Sau đó tiến hành kiểm tra toàn diện. Ai ngờ lại kiểm tra được kết quả khiến mọi người bất ngờ. Số liệu hiển thị Ego đã bị nhiễm virus vào 4 ngày trước. Toàn bộ bệnh nhân đều có tế bào kháng thể, nhưng chỉ số kháng thể trong cơ thể Ego có mật độ khá dày. Theo lý mà nói anh đáng lẽ ở kỳ 3, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn duy trì ở kỳ 1, mức độ khuếch tán của virus rất chậm. Chỉ là vẫn chưa đợi Ania kiểm tra được gì, không lâu sau đó Oksana đã tử vong. Mắt với đau đớn nhìn xác cô được khiêng đi. Ania thấy cảnh này cảm thấy vô cùng đau lòng, cô đi tìm Ego nói chuyện, muốn tìm ra nguyên nhân virus khuếch tán chậm.
Thông qua cuộc trò chuyện khi Hugo mới vào thôn ăn cam thảo ở nhà hàng xóm Tatiana, ngoài thứ này ra Hugo ăn uống dùng với Anya. Cô nghe xong liền đi tìm bà lão. Ai ngờ trong phòng trống không, cô thấy cửa tầng hầm đang mở liền đi xuống tìm. Bà lão quả nhiên ở dưới đó. Cô muốn hỏi nguồn gốc của cam thảo, nhưng bà lão mắc bệnh đãng trí, lúc nhớ lúc quên. Anya hỏi một lúc lâu chẳng được gì. Lúc này cô cảm thấy buồn nôn, cô vội tháo mặt nạ ra nôn. Bà lão thấy vậy liền lên lầu rót nước cho cô. Kết quả đi được nửa đường thì phát bệnh. Bà quên mất mình cần làm gì. Bà thấy cửa tầng hầm đang mở liền đóng cửa lại, quên mất phía dưới đang còn có Anya. Cô bỗng thấy hai mắt mờ đi. Cô trèo lên đo nhiệt độ cơ thể, kết quả phát hiện cô đã sốt tới 39 độ. Cô vội đập lên cửa cầu cứu nhưng bên trên trùm một lớp thảm dày. Bà lão lại lãng tai không nghe được gì cả. Anya chỉ đành dùng chút ánh sáng yếu ớt từ máy đo nhiệt độ lần mò trong tối. May mà cô tìm được một cái đèn pin. Anya tìm được một cái dao cậy cửa tầng hầm nhưng vì cô sốt cao không đủ sức, không đứng vững đã ngã xuống đất. Lần này lại càng thêm khó khăn, nhiệt độ cô lúc này lên tới 40 độ. Cô xuất hiện ảo giác. Anya mất đi toàn bộ ý thức, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cô nhìn thấy bạn trai, người nhà, thậm chí còn có Vania. Vào lúc cô tỉnh táo lại tìm được ống thông gió, cô làm sạch bụi bẩn bên trong, hét lên cầu cứu nhưng không ai nghe thấy. Vào lúc cô tuyệt vọng, cô dùng cồn đỏ viết hai chữ cam thảo lên tay, đề phòng có người phát hiện xác cô thì cũng truyền được thông tin quan trọng ra ngoài. Sau đó cô dùng một vài dụng cụ tạo ra khói và ném vào ống thông gió. Nếu có được phát hiện hay không thì phải xem ý trời. May mà có nhân viên nhanh chóng phát hiện nhà bà lão bốc khói, mau chóng chạy tới cứu người. Tình cờ cứu được Anya, mọi người nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Mặc dù cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng Vania nhìn thấy hai chữ cam thảo trên tay cô. Sau khi cô tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem cánh tay. May mà bên trên không có mụn nước, làn da vẫn rất khỏe mạnh, nhưng mà cô vẫn phải bị cách ly. Người bạn phóng viên của cô cũng đã vạch trần sự việc dịch bệnh ra ngoài, chính phủ chịu áp lực từ dư luận, nhanh chóng đưa người dân bị nhiễm bệnh tới bệnh viện ở Novosibirsk. Nhưng dịch bệnh đã lan ra tới thành phố khác, với lại còn xu hướng tiếp tục lây lan, trung tâm dịch bệnh buộc phải nhanh chóng nghiên cứu ra vaccine. Đồng thời lúc này bạn trai Alexei của Anya cũng tới thôn, anh sở hữu một công ty chế tạo thuốc, từng nghiên cứu ra một loại thuốc trị ho từ cam thảo. Loại thuốc này đã ngừng sản xuất nhiều năm nhưng sau khi Alexei biết được tình hình liền khởi động lại dây chuyền sản xuất. Nhưng mà công ty chế tạo thuốc cần phòng thí nghiệm, cung cấp số liệu chính xác, chứng minh cam thảo quả thực diệt được virus. Vania liên lạc với người của trung tâm dịch bệnh nói với họ tình hình bên này. Mọi người quyết định dùng thảo dược và kháng sinh để khống chế virus lây lan trong cơ thể bệnh nhân. Quay về chỗ ông Dennis lúc này, vợ ông không thể qua khỏi, chết ở trong căn nhà gỗ. Vết thương của ông nhiễm trùng nặng, không thể ra khỏi khu rừng. Con gái ông không nỡ rời đi, đã một hố chôn mẹ, tuyệt vọng bao trùm lấy bố con họ. Vào lúc này bên trên có tiếng trực thăng, bọn họ nhất định là đội cứu viện từ thôn tới. Cô gái đuổi theo trực thăng hét lớn cầu cứu. Nhưng ông Dennis biết làm như vậy chỉ có vô ích. Ông lê cơ thể vào trong nhà, rồi nhóm lửa thiêu cháy căn nhà. Ngọn lửa lớn bốc lên, chỉ có như vậy mới có người phát hiện ra con gái. Nhân viên nghiên cứu trong lúc nghiên cứu máu của Sveta tình cờ phát hiện một loại tế bào nào đó có thể giết chết virus. Bọn họ lập tức dùng điều này để chế tạo huyết thanh và đem sản phẩm thí nghiệm tới cho Vania. Còn Vania lúc này đang chăm sóc cho Anya. Tình hình của cô ngày một nghiêm trọng, tình trạng đã tới kỳ 3. Cho dù huyết thanh đang trong giai đoạn thí nghiệm nhưng bọn họ vẫn quyết định mạo hiểm. Vania dùng hòa hỗn hợp cam thảo và huyết thanh lại với nhau tạo ra vaccine. Anh không có phần chắc. Theo trình tự mà nói nên thử trên người động vật trước rồi mới dùng cho người bệnh. Nhưng thời gian gấp gáp, bọn họ không còn thời gian suy nghĩ. Vania lấy hết can đảm tiêm thuốc vào người Anya. Không ngờ chỉ sau một đêm cô đã đỡ hơn một chút, cơn sốt cũng giảm đi. Vania vô cùng mừng rỡ, vội thông báo cho trung tâm dịch bệnh. Sau đó Anya được đưa tới bệnh viện, qua 72 giờ quan sát, triệu chứng nhiễm bệnh của cô đã dần giảm đi. Trung tâm dịch bệnh dùng mẫu máu của cô tiến hành thử nghiệm vaccine, cuối cùng quyết định sản xuất hàng loạt, sử dụng cho bệnh nhân. Khi có vaccine, dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát. Không lâu sau Anya khỏe mạnh xuất viện. Trong mấy tháng đó các cơ quan chức năng ra sức điều tra nguyên do dịch bệnh bùng phát. Đầu tiên trong thôn có phóng xạ radon, đá nham thạch và đất lưu động uranium mang tính phóng xạ. Trong quá trình uranium bốc hơi gặp khí tự nhiên dưới lòng đất sản sinh ra khí radon, dân làng ở đó chịu ảnh hưởng, sức đề kháng dần suy yếu cho nên từng xảy ra một dịch bệnh tương tự. Nhưng lúc đó virus vẫn chưa đột biến. Một số dân làng vì dùng cam thảo nên đã chống chọi được với dịch bệnh, nhưng đó chỉ là điều kiện khách quan. Nguyên nhân mấu chốt dẫn tới virus bùng phát vẫn là việc tiêu hủy thịt thối phạm pháp của nhà máy thịt. Bọn họ nhập khẩu thịt từ Argentina không qua bất kỳ kiểm tra nào. Nhà máy nhập khẩu trái phép sau đó tung ra thị trường. Tuy số thịt này không có virus nhưng tồn tại rất nhiều vi khuẩn, bọn họ ném thịt thối chưa qua xử lý xuống hố, dẫn tới động vật hoang dã rồi nhặng tích lũy. Khi chuỗi thức ăn ngày một phát triển, số động vật này như cánh hoa bồ công anh lây lan dịch bệnh ra khắp nơi, cho nên mới dẫn tới điều này. Cho dù là dịch bệnh xảy ra chục năm trước hay xử lý thịt thối, thái độ thờ ơ làm ngơ đều là nguyên nhân gián tiếp gây ra dịch bệnh lần này. Cuối câu chuyện, cảnh sát bắt ông chủ nhà máy và tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực trong thôn, người dân được chính phủ di tán tới nơi ở mới, bi kịch này cuối cùng cũng khép lại. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Point Zero. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!